Nữ nè phải tác dụng với nam, với nam là a oxit bayer, oxit bayer rồi. Còn cái nào nữa, nam là gì nữa? Nam là kim loại, oxit bayer là gì nữa? Bayer. Thì ra gì? Muối và H2O. Ví dụ nè, SO2 nè cộng H2O ra gì? H2SO3. Thấy rõ không? Ví dụ như SO3 nè tác dụng với nước đón liền H2SO4. Ví dụ nè, NO2 nè cộng H2O nè ra gì? NO3. B2O5 nè cộng nước ra gì? H3O4. Cái này buộc phải thuộc thôi, hiểu chưa? Có những cái thuộc phải thuộc thôi. Không thuộc được không? Tiếp tục, SO2 nè tác dụng gì? Oxit axit tác dụng với oxit bayer. Ví dụ như Na2O ra gì? Muối. Nhớ cái này chưa? Nhớ cái này là bà con của thằng gì? H2SO3. Đây nè, nhớ gốc này. Vậy là gì? NaSO4. Bà con ba, thằng này hóa trị mấy? Hai. Thằng này hóa trị mấy? Một. Chéo chéo đi. Hai. Cân bằng. Na 2 2 quê S 1 1 quê O 3 3 quê. Kẹp không? Okay. Tiếp, SO2 cộng NaO OH. Đây là nữ tác dụng với nam ra gì? Ra muối. Muối nhớ này là gì? NaSO 3. Hóa trị 2, hóa trị 1, chéo chéo 2 cộng H2O cân bằng Na thiếu 2 SS quê hydro 2 quê oxy 2 máy 3 máy oxy 4 đây máy 4 quê. Ok, kịp không? Nhớ chưa? Lấy sắt ra.